Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Billmore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay Miracle Capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có 102 cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt Pay TV để trở lại với chương trình Glamour Heart cùng với Thái Nguyễn và các bạn trong chương trình BPSOS. Thì hồi nãy giờ thì Thúy Hằng lắng nghe các bạn rất là nhiều những cái tâm tình, những cái ước vọng trong cái tương lai muốn làm phục vụ cho cộng đồng. Thì cái câu hỏi trở lại đó là hội BPSOS ngay bây giờ mình đã làm được gì tại thành phố California, tại OC này thưa các chị? Trả lời câu trả lời của chị thì BPSOS như hồi nãy là mình có nói là mình có rất là nhiều chi nhánh ở toàn nước Mỹ. Thì chi nhánh ở Orange County của mình nằm tại thành phố Westminster, ngay ở trong lòng của Little Sài Gòn. Thì hiện tại mình có các lớp đang dạy học thi quốc tịch. Rồi mình có những cái lớp dạy ESL, học tiếng Anh, và các lớp học về computer. Và mình cũng có những các chương trình về sức khỏe và help điền đơn, dạ, và có những cái dịch vụ rất là nhiều ở đó. Và mình giúp cho tất cả các cư dân ở các vùng lân cận nữa. Cho Thúy Hằng được biết là nếu quý vị khán thính giả lắng nghe mà muốn tham gia thì số điện thoại nào và trang mạng ở đâu để quý vị có thể tìm? Dạ, thì mình có thể gọi đến cho văn phòng của Orange County là 714-897-2214, và mình cũng có thể lên trên website là www.bpsos.org để mà mình kiếm thêm information. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ thì cho Thúy Hằng được hỏi, Thúy Hằng được biết là chúng ta gặp có những cái trở ngại, có thể cho quý vị được biết bây giờ tổng cái số tiền, cái chi phí. Nãy giờ Thúy Hằng rất là nôn nóng cho quý vị biết là các bạn đang khắc khoải về vấn đề đó rất nhiều. Dẫu là chúng ta biết đây là cái chương trình đầu tiên số 1, series số 1 của Glamour Heart, nhiều tâm huyết đã đặt vào
trong những cái quá trình mà họ làm việc, và đồng thời cũng lắng nghe thì chúng ta thấy các bạn đã vấp phải có những cái trở ngại trong cái đường đi, trong cái công việc của họ làm. Thì cho Thúy Hằng được biết là bây giờ tổng cái số tiền hết là bao nhiêu để mà mình có thể thực hiện ra cái chương trình Glamour Heart vừa qua. Ok, thì đây là một cái con số mà mới vừa hoàn tất chiều cộng hôm nay hôm trước nay. Khi mình vô studio quý vị, là tại vì trước hết là Thái Nguyễn muốn có một cái chương trình họp mặt cuối cùng như vậy để mình nói lên những cái con số này, là tại vì đây là một cái việc làm chính đáng, chính nghĩa, mình không có cái gì gọi là nó mờ ám hết đó quý vị. Mà muốn Thái Nguyễn muốn nói rõ ràng cho quý vị biết, không phải là Thái Nguyễn là một người thiết kế thời trang chứ không phải là một bộ show để đi làm show để mà mình kiếm lợi này kia. Thật sự ra là khi mà làm cái chương trình này thì Thái Nguyễn chỉ mong là làm sao đem được có một cái phần chi phí gì đó, một phần tài chính gì đó tới cho hội PPSOS. Đó là cái mục tiêu của mình. Và thứ hai là break even để mà đừng có, để có cơ hội để mà làm nữa chứ không có muốn có lời. Nhưng mà Helen là partner của Thái cứ hỏi là what is your plan B? Nếu mà không có lời thì làm sao? Thì bây giờ có lời hay không có lời thì vẫn phải tiếp tục. Mà nếu mà hết tiền mà để chi phí thì sao? Nhưng mà bây giờ đầu tiên hết đi thì là khi mà để bắt đầu thì mình phải có chi phí. Thì tiền ở đâu ra? Tiền cái số vốn để mình bắt đầu ở đâu? Dạ, thứ nhất là của bên thương hiệu của Thái Nguyễn. Và thứ hai là mình cũng có một số mạnh thường quân đã bảo trợ. Thật sự một cái chương trình rất là mới, hoàn toàn mới. Nhưng mà cũng có một cái sự ủng hộ rất là good. Và hy vọng là đó là những cái mạnh thường quân là sẵn ở đây. Thì Thái Nguyễn cũng cảm ơn tất cả những cái nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình Glamorous Heart. Mặc dù không biết chương trình này như thế nào nhưng mà vẫn tin tưởng Thái Nguyễn với thương hiệu của Thái Nguyễn và đã tài trợ cho chương trình này. Cái điều em muốn nói ra nữa là bây giờ không có cần biết là nó có lời hay lỗ, nhưng mà đối với em á, cái đó là chỉ là con số, nhưng mà đối với em là nó làm về nghệ thuật. Con số đó nó có thể quan trọng với Helen là tại vì đó là giám đốc tài chính, nhưng mà đối với em đó là nghệ thuật. Thì bây giờ không nói nữa quý vị ơi, than nhiều quá rồi, thật sự là nói ra hoạch tẹt chương trình này là lỗ. Không phải là lỗ, tại vì thường thường là mỗi năm tụi em cũng làm fashion show cho nên được có những cái chi phí mà cho nên cứ là giống là cái chi phí của tụi em thôi, cho nên nó cũng không phải là. Thì bây giờ mình, nhưng mà quý vị biết không, khi mà mình nói về cái chương trình đó là cái mục tiêu là cho hội PPSOS, là Thái Nguyễn đã hứa là toàn bộ số vé mà bán được, bao nhiêu vé mình tổng cộng lại, và một 15% của cái số vé đó sẽ trao lại cho PPSOS. Thì bây giờ em chỉ nói sơ thôi nha, em khoan hả, nói tổng cộng con số. Nhưng mà ở thành phố Orange County của mình, dĩ nhiên đây là sân nhà của Thái Nguyễn, sự ủng hộ và yểm trợ của quý vị ở quận Cam phải nói là tuyệt vời. Thì là chương trình nên đã lời được 11.349 đồng. Ok, cười đi nha. Bắt đầu khóc từ từ. Cười chân méo sao. Ok, Houston. Bây giờ em bắt đầu run rồi đó. Houston là Houston là quý vị biết không, thật sự ra là nó có rất là nhiều biến cố xảy ra trong Houston. Nhưng mà quý vị đã xem được cái quá trình trong một cái reality TV thì quý vị đã biết chuyện gì đã xảy ra với thành phố Houston. Và cái số tiền là bên Thái Nguyễn đã lỗ 13.403 đồng. Và ở San Jose đỡ hơn một tí, chỉ lỗ 874 đồng thôi. Cái đó là em rất là hạnh phúc, mặc dù lỗ nhưng mà em vẫn hạnh phúc. Nhưng mà Atlanta thì phải nói là quý vị ở Atlanta là chưa hoàn toàn chưa hiểu về cái quá trình để làm một cái chương trình như thế này, là cái sự ủng hộ nó không có đóng như là theo Thái Nguyễn mong muốn. Và con số là Thái Nguyễn đã lỗ 15.566 đồng. Và ở bên DC, Washington DC, Falls Church, Virginia là trụ sở chính của PPSOS. Chị Trang Khanh đây rất là stress, là không biết làm sao mà có cái sự ủng hộ, là tại vì không có quen biết nhiều và không có tài trợ và không có biết, mọi người không biết nhiều về Thái Nguyễn, nhưng mà lại turn out một cái chương trình rất là thành công. Lỗ, ít thôi quý vị, chỉ có 1.602 đồng và 50 cent. Nhưng mà quý vị biết không, tổng cộng cái số tiền mà tiền vé mà bán được hết tổng cộng mà tụi em sẽ trao một cái check tối nay tới hội PPSOS là tổng cộng với một con số mà thật sự đối với em là cái tiền nó là cái con số, nhưng mà cái ý nghĩa là nó to lớn hơn rất là nhiều. Em nói như vậy để em an ủi em hơn, chị biết không? Không, thật sự mà nói Thái, cái này là của một đồng một công một lượng. Yes. Thì phải nói là tất cả mọi người đã bỏ ra
thời gian rất là nhiều. Nói chung là em và tất cả bạn bè đây đều volunteer cái thời gian của mình hết, tất cả anh chị đây làm rồi, đến nỗi là có người là giống như bệnh rồi, lỡ miệng rồi. Nói chung là rất là đau khổ quý vị. Nhưng mà cái con số này mặc dầu nó không có nhiều giống như là em mong muốn để mà trao tới cho PPSOS, nhưng mà nó cũng là một con số mà em chỉ nhờ là có quý vị mua vé. Tại vì có cái phần mua vé đó cho nên mới có một cái số tiền cho hội PPSOS. Và con số mà mình phải nói cho nó lớn thì là lớn nha, mặc dù con số nó không có lớn lắm, là 13.229 đồng và 3 cent. Là mình cũng có tiền, chỉ tội là tội cho Thái thôi. Không sao chị, không sao. Là đối với giống như là Helen đã nói, đó là một cái về cái mặt mà quảng bá hoặc là uy tín của thương hiệu của Thái Nguyễn, và một cái gì đó để mà giúp đỡ cho cộng đồng người Việt thì tụi em quá là thành công. Và... Nhưng mà xin lỗi Thái là nãy giờ, kính thưa quý vị, Thúy Hằng trông chờ coi cái con số lỗ như thế nào. Thúy Hằng chỉ... chưa nghe được. Thì tổng cộng cái số đó quý vị, tổng cộng mà để mà làm ra một cái chương trình này đó, thật sự là quý vị nghĩ là không, trong cái chương trình nó glamour, nó rất là glamorous mà nó rất là sang trọng mà hoành tráng, thì cái đó là Thái Nguyễn phải làm thôi. Cái thương hiệu của Thái Nguyễn là nó phải sang trọng, nó phải quý phái, nó như vậy tinh tế. Thì là cái chương trình quý vị thấy trên TV là quý vị, Thái Nguyễn đi ra ngoài đường là gặp mấy cô mấy bác, là mấy cô mấy bác wow, cái chương trình này con làm nó là tốn kém rất là nhiều, nhưng mà bác nghĩ là có rất là nhiều ủng hộ và chắc giàu to rồi. Ai cũng nghĩ vậy. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Nhưng mà để cho sự thắc mắc của chị đây nha, tổng cộng nguyên một cái chương trình này mà tụi em đã bỏ ra cái phần expense đó là 143.540 đồng 11 cent, và tụi em thâu vô chỉ được là 120.193 đồng 50 cent. Thì tổng cộng mà trừ đi cái phần mà chi phí mà tụi em trao lại cho PPSOS là tụi em lỗ 23.346 đồng 61 cent. Wow. Mình không có nói cái số tiền mà PPSOS, tại em không có nghĩ cái đó là cái số tiền lỗ, cho nên em không có nói là lỗ tổng cộng bao nhiêu, chỉ là lỗ 23.000. Nhẹ thôi. Nhưng mà Thúy Hằng cũng nghĩ rằng rõ ràng đây giống như những cái công ty, bất cứ công ty nào hàng năm cũng có những cái chi phí để quảng bá. Nhưng mà cái điều vui, cái niềm hạnh phúc đó là thấy được trên gương mặt của các bạn những nụ cười, những cái sự chia sẻ. Đó là chúng ta đã bước thêm được một bước gần hơn với cộng đồng của chúng ta. Và mong rằng năm tới thì các bạn sẽ có được nhiều nhà bảo trợ hơn. Đồng thời quý vị khán thính giả năm tới sẽ ủng hộ Thái Nguyễn cùng với các bạn để mà đến xem những cái chương trình, để mà mỗi người chúng ta không những chỉ là hội BPSOS hoặc là Thái Nguyễn, nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ là một bàn tay để đóng góp cho cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà cho Thúy Hằng được biết là với những cái sự hụt như năm nay, thì năm tới, chương trình tới, mình sẽ làm gì để khác hơn để mình không có bị trở ngại như thế này? Em sẽ bây giờ thứ nhất mà nói đến plan B thì bây giờ mình tận tay mình trao cho chị Trang Khanh trước cái check nè. Em cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, đáng lẽ là một cái chương trình như vậy là mình phải có một cái check lớn. Nhưng mà quý vị biết không, con check lớn nó cũng là giả thôi quý vị. Cái này mới là quan trọng, mới là cái này mới thực sự là con số. Mà cái đó chỉ là for show thôi. Thì tụi em chỉ muốn là nói rõ ràng cho quý vị biết, và để con check này để mình đưa tận tay đến cho chị Trang Khanh là đại diện cho PPSOS. Trước khi Thái trả lời câu hỏi của chị Thúy Hằng, cái plan B cho cái những cái chương trình kế tiếp ha, thì cho chị có một câu thôi, là thật tình mà nói với Thái là chị rất là cảm động khi mà cầm cái check này. Như Thái nói, cái này là mồ hôi xương máu của rất nhiều anh chị em mình thì mới ra được, của một đồng mà công một lượng, mười mấy ngàn, thật sự nó không phải là rất là to lớn để mà làm được nhiều việc như mà mình muốn làm. Nhưng mà đây là cả một cái tấm lòng, cả một cái tình thương, cái tâm huyết mà Thái dành đến cho cái cộng đồng Việt Nam của mình, nhất là cho hội BPSS. Cho nên tụi chị rất là tri ân và cảm ơn Thái rất là nhiều. Cảm ơn. Mà để riêng phần Thái, cái này không phải nói để an ủi Thái, lỗ 23.000 nhưng mà bù lại để cho rất là nhiều người biết đến công việc của Thái, để mà đem một cái chương trình vĩ đại mà lạ lẫm mà hấp dẫn như vậy đến cho cộng đồng Việt Nam của mình thì nó cũng rất là xứng đáng. Vô chứ giá. Cũng không phải là cũng không phải là nhiều lắm đâu. Cho nên đừng có buồn ha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì thật sự là tụi em cười rất là tươi, là ở ngoài tươi nhưng mà trong nó héo, mà chị đâu có biết đâu, chị biết không? Nhưng mà để tiếp lời những cái lời chị nói và trả lời chị của chị Thúy Hằng là tụi em coi đây là một cái thành công rất là lớn và tụi em sẽ tiếp tục làm. Cái địa điểm mà tụi em sẽ đi là chưa biết, và cái hội từ thiện mà tụi em sẽ hợp tác vẫn chưa có quyết định cho kỳ 2, Glamorous Heart kỳ 2. Nhưng mà
tụi em theo lịch trình là sẽ thực hiện cái chương trình Glamorous Fest thứ hai, kỳ 2 vào tháng 7 năm 2015. Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Dạ 6 tháng đó chị. Wow. Là giống như là giống như là mình plan một cái chương trình là 6 tháng. Có nghĩa là cái chương trình của Thái Nguyễn, kính quý vị, đó là Thái Nguyễn sẽ cùng với những chương trình từ thiện khác nhau, yeah, để mà hợp tác với chương trình Glamour Heart để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, yeah, để mà đưa cái thương hiệu Thái Nguyễn và đồng thời giúp đỡ cho cộng đồng, thì đó là một điều rất là quý báu. Thúy Hằng rất là cảm động khi nhìn thấy Thái Nguyễn giấu rằng mình bị lỗ, nhưng mà thật ra thì đây là tất cả những cái tâm huyết, những ước vọng của các bạn đã thành tựu, là một cái thành công trong cái bước đường mà chúng ta đi. Yeah. Thì những cái kỳ tới thì mình để tránh né những cái này thì chúng ta sẽ làm gì nỗ lực hơn để chúng ta không có bị lỗ như thế này nữa Thái? Yeah. Thì thật sự ra là đó là những cái ý kiến đó là tụi em sẽ hợp lại với lại cái team của tụi em để mà làm sao để cho nó đừng có vấp lại những cái lỗi đó. Nhưng mà em chỉ muốn nói với quý cho chị và quý vị khán giả biết là xem như là 2004 là 2003 là em ra trường đại học, thì bây giờ là 2015 là 11 12 năm rồi, cái tiền đại học của em nó cũng trả xong rồi quý vị. Thì bây giờ em mới vừa học một cái bài học rất là lớn khi mà làm cái chương trình này, thì cái hai số con tiền mà 23.000 coi như là em thiếu lại cho đại học một lần thứ hai. Thì coi như là mỗi ngày em làm một cái việc như vậy, đó là em muốn cho quý vị biết và tất cả những bạn trẻ đồng lứa với em hoặc là trẻ hơn, là tất cả mọi ngày, mọi buổi, mọi ngày mình đều phải học một cái gì mới. Và đây là một cái bài học. Mặc dù Thái Nguyễn là một người thành công về cái lĩnh vực thời trang, có một cái thương hiệu của mình riêng, nhưng mà mình vẫn còn phải học mỗi ngày. Và cái lý do đó là tại em, tụi em phải làm những cái chương trình như vậy, không những là phần quảng bá mà giúp cho cộng đồng, mà đây là một cái cơ hội để mà tụi em học hỏi thêm. Và cái bài học này thì nó hơi đắt, nhưng mà thật sự ra hy vọng kỳ sau là cái bài học này nó trả hết rồi, xong cái bài học kỳ sau là nó không có đắt quá. Đúng rồi. Yeah. Cảm ơn tất cả sự chia sẻ của các bạn với những khó nhọc, những khó khăn, máu rồi mồ hôi, nước mắt đã chia sẻ, nhưng mà chúng ta đã đóng góp lại cho cộng đồng cũng giống như thương hiệu của Thái. Thúy Hằng tin chắc rằng mỗi ngày quý vị khán thính giả sẽ biết đến Thái nhiều hơn, sẽ ủng hộ với những chương trình của Glamour Heart nhiều hơn, đồng thời sẽ mỗi người của chúng ta sẽ là một thành viên để giúp cho cộng đồng càng nhiều hơn. Thì chúc cho các bạn tất cả những gì các bạn làm, tất cả những nguyện vọng trong tương lai sẽ được thành tựu, nhất là Thái. Yeah. Và bây giờ thì chúng ta hết giờ rồi, thì mời tất cả mỗi người chúng ta sẽ chia sẻ một đôi chút tâm tình của mình và nói lời chia tay cùng với quý vị khán thính giả ngay bây giờ. Mình nói gì? Mời chị. Để Kathy bắt đầu trước nha. Yeah. Hôm nay thì có dịp được gặp lại Thái và tất cả các anh chị em đã làm việc cho chương trình Glamorous Hearts thì Kathy rất là vui. Thấm thoát thì cũng đã mấy tháng rồi, hôm nay có dịp gặp lại mọi người thì it's really nice. Và cũng như quý vị cũng nghe Thái nói đó, tuy là lần này làm show không có phải là hốt bạc hay là make tons of money. Tuy nhiên đối với Kathy thì nó cũng là một cái rất là special. Yeah. Tại vì nó là một cái good learning experience và đối với bản thân Kathy thì có rất là nhiều kỷ niệm đẹp làm cái chương trình này với tất cả các anh chị em. Yeah. Và trong tương lai nếu mình làm một cái chương trình nữa thì we can definitely use this như một cái stepping stone, một cái learning experience. Yes. Yeah, đúng chị. Em thì chỉ có một câu thôi, là từ xưa tới giờ tụi em làm cho non-profit thì rất là nhà quê chị, không có biết fashion là cái gì hết á. Nhưng mà sau cái trận này rồi làm việc với Thái và Highland cái team á, thì tụi em bắt đầu cũng phải để ý đến thời trang một chút xíu. Cảm ơn Thái. And Helen. Em rất là vui, em buồn mà cũng vui, mà mệt mà cũng vui, you know. No, em rất là, it's a learning experience and em rất là excited cho Glamorous Hearts kỳ 2. Cảm ơn. You mời guys. Các bạn. Okay. Em cũng nói là cảm ơn quý vị coi đài và ủng hộ Glamorous Heart phần 1 và mong quý vị sẽ ủng hộ phần 2. Cảm ơn quý vị rất nhiều. There's nowhere to go but up. So there you have it. That's a good one. I would also like to thank everyone for their support, BPSOS and TNC. And thanks. Và cuối cùng hết thì lời tâm tình của Thái Nguyễn đến quý vị.
À, thì cứ cảm ơn chị. Quý vị cũng biết là khi mà giới thiệu về cái chương trình này cũng là chị Thúy Hằng. Khi mà giới thiệu lên mà chương trình này lên TV cũng là chị Thúy Hằng. Và cái đêm họp mặt cuối cùng này cũng là chị Thúy Hằng. Coi như là một cái series này là chị cũng là đồng hành với lại tụi em. Cảm ơn. Và em một lần nữa cảm ơn chị Cathy và chị Trang Khanh từ PPSOS đã cho tụi em có một cái cơ hội để mà làm cái gì đó cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Coi như là PPSOS là một cái nhịp cầu để mình nối giữa em và cộng đồng người Việt của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người trong một cái team đã làm việc rất là cực nhọc để mà có một cái chương trình cho quý vị thấy ở trên TV, hoặc là quý vị đã tới ủng hộ trong cái chương trình này. Thì thật sự ra là Thái Nguyễn chỉ muốn nói một cái lời rất là thành thật cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái chương trình này. Quý vị nào mà đã mua từng cái vé để mà tới cho chương trình này và đóng góp những cái ý kiến hay hoặc dở để mà cho Thái học hỏi thêm, để kỳ sau mình làm cho nó hay hơn. Và chỉ mong quý vị mà chưa có cơ hội để tới cái Glamorous 1 thì Glamorous 2 hãy nên tới để mà ủng hộ. Tại vì chương trình này làm không phải là do cho Thái Nguyễn không, mà cho nói chung là cho cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta. Thì mà một lần cuối cùng mà Thái Nguyễn cũng cảm ơn đó là Đài Việt Face TV, Trung tâm Thúy Nga, chị Thủy và Đài Việt Face TV đã cho em cái cơ hội lên đây. Tại vì khi mà tất cả những cái việc mà mình làm cực nhọc như vậy mà không có cái truyền hình, không có một cái media để mà quảng bá, để mà cho quý vị biết như thế nào, thì thật sự ra là cũng không có nhiều người biết về cái chương trình này. Cho nên là Việt Face TV luôn luôn cho Thái một cái cơ hội để mà làm những cái chương trình để mà nói thêm về cái lĩnh vực thời trang nói chung và nói thêm về Thái Nguyễn nói riêng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã chia sẻ tâm tình của mình. Và cảm ơn Thái, cảm ơn quý vị khán thính giả đã cho Thúy Hằng được đồng hành trong chương trình rất là có giá trị, rất là tình cảm của các bạn cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa mong rằng quý vị sẽ nhớ đến tất cả các bạn Glamour Heart và để ủng hộ hơn trong những chương trình kỳ tới. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào và xin hẹn tái ngộ cùng với quý vị vào chương trình kỳ sau. Bye!